Giờ cuối rồi đồ ơi. Đồ 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 đồ. Cá mọi người, con này lớn mọi người. Đồ 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 đồ. Hai cho con đi lên tới bờ rồi, giờ quay vòng qua cái bãi bên kia, người ta cắm cắm trà dừa đó mọi người. Cá thì nó thường tụ đó, thì đó mọi người thấy cái đường trong mấy cái mép thì nó rất là khó đi nha mọi người. Đi này không cẩn thận té cây nó đâm gai nguy hiểm lắm. Đây ok. Cá mọi người, con này lớn mọi người. Đây nè, đây nè. Con này lớn. Đây nè, nó sát bờ quay nè. Con này nó gầm, con này nó gầm nó đi không à. Nè, trong bờ luôn. Không biết con gì. Nó dướng cái đầu vậy, dướng trên cái lưng, hèn chi nó đi ghê quá mọi người ơi. Ăn xong vô mất được cái lưng đó. Hèn chi nó sao nó chạy dữ vậy đó. Hết hồn luôn. Nó cũng con cá chạy dưới vậy. Chạy dưới như có bên cá nó chạy giả man. Cái giọng cá nó dưới quần nó chạy không có biết mở. Nó vừa chơi ra thả về vậy đó mọi người. Chạy hoài được hoài nha. Đó. Đó, hai cha con Quy mới vừa ra bãi chừng được Quy quăng chừng khoảng chục đường mà nó bụm rồi. Hôm nay Quy cũng test ra con vô mới làm nữa. Con vô này vô Quy mới làm. Móc con rưỡi chỗ đầu rồi vô sống lưng nè. Bởi vì sợi sảy quá trời. Nó vô nó đừng rồi. Không cẩn thận nó xảy nó búng ra con vô rồi vô mặt à. Nó xúc cái lưỡi miệng ra, cái lưỡi đuôi nó bá vô trong lưng cá. Bắt con này hồi hộp quá.
Yeah, nó chắc ăn nè mọi người. Ok. Cái bờ trên này để quy đi lên nha. Cái bờ này trơn á, nãy quy giật đó mà quy té mà. Té hoài à. Vía đâu vậy? Vía đây nè. Ây da. Đó, bờ nó trơn lắm, đi không xong rồi té. À, ok ha mọi người ha. Nè coi con lua mới làm. Nó con lua này Quy mới làm ha. Đó đẹp ghê không. Rồi giờ Quy tháo lưỡi nó ra cái đi mọi người. Đó nó móc cái lưỡi thôi cho lưng thôi. Rồi xong. Ok ngon lành quá. Giờ Quy ra qua Quy lấy cái dây dèo. Quy dèo nó lại cái dèo ngay chỗ cái ghe Quy đi ha. Ok con này ngon lành. Dính rồi mọi người. Đây nè, mới kéo có đường đầu tiên luôn. Con này như con cá cháp, con cá căng gì á. Trời ơi. Quy mới vừa quăng ra đường đầu tiên nó ăn luôn nè. Đây nè. Rồi khá mạnh ghê mọi người. Đây. Đây con cá căng mọi người. Ok, ngon quá. Rồi, Quy đem lên mọi người. Quy đem mình cái ha. Đây, ok. Cá bự ghê mọi người, cá căng. Trời mới quăng ra đường đầu tiên luôn, mới vừa kéo thử mồi thôi đó, nó quất luôn rồi đó. Rồi thôi Quy tháo ra nha. Rồi, ok ha mọi người ha. Trời ơi, con cá căng nữa mọi người ơi. Nãy giờ cá căng nó đang liên tục rồi ta. Đó. Trời, nay đại hội cá căng hay sao á. Cá căng quá trời luôn. Rồi nè, cá lớn không. Đó. Trời ơi, hôm nay đại hội cá căng hay sao nè. Con cá căng này, cá căng này lớn, giả man luôn. Rồi ok, thôi Quy tháo ra cái nha. Quy câu tiếp nữa cho lại ăn tiếp. Cá căng nữa rồi. Kéo luôn đi. Cá nhỏ xíu. Cá căng. Rồi, ngon không? Đó con Quy nó mới để con cá căng không? Rồi ok. Đây. Giơ cho mọi người coi cái. Rồi ok ha mọi người ha. Đó. Cá cần nữa phải không? Cá cần rồi. Con Quy nó dính còn cá cần nữa mọi người. Quay vô đi con. Đó kéo cái cần bao lên cái. Đúng rồi, nó bên ngang cái cần này đó, thấy không? Trời quá trời. Dính nữa. Nãy giờ cái căn này cá lớn không, nó ăn liên tục luôn. Rồi, ok nha mọi người. Thôi Quy tháo cái Quy câu tiếp cho nó lẹ. Đi một cặp. Cá căn phải không? Phải không? Con Quy nó dính thêm con cá căng nữa mọi người. Đó.
xuống nước luôn rồi. Rồi